Tháng 3, nắng như đổ lửa. Những vườn cây ăn trái tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc khô héo, sơ sát. Để cứu vườn cây, nhiều hộ nông dân buộc phải hái bỏ trái xanh hay đầu tư hệ thống bơm nước hàng cây số để cứu cây trồng. Gia đình ông Võ Văn Triều ở ấp 7 xã Xuân Bắc đều canh cánh nỗi lo thiếu nước tưới. Bởi thời điểm này, các giếng khoan sâu hàng trăm mét, nguồn nước duy nhất cung cấp cho việc tưới tiêu cho hơn 1,5 hectare vườn trồng mít, sầu riêng, măng cụt của gia đình ông Triều lại thiếu hụt nước trầm trọng. Thiếu nước, vườn cây sơ xác, khô héo. Không còn cách nào khác, gia đình ông Triều buộc phải hái bỏ trái xanh, cắt tỉa cành già để cứu cây trồng. Ở vùng đất của tôi thì nó xa sông, thành ra coi như là những cây ăn trái của tôi vào cái mùa nắng này thì nó rất khô cạn kiệt. Thành ra tôi phải bẻ bớt những số cây trái nhỏ để dưỡng nuôi cái cây lại để chuẩn bị cho thu hoạch mùa năm sau. Tôi mong rằng làm sao mà coi như là chính quyền địa phương cũng như các cấp quan tâm đến coi như là bà con nông dân ở đây để mở một cái kênh mương nước để thủy lợi để cho bà con ở đây có dùng xa xa như đất của tôi đây thì cũng có nước để mà tưới tiêu phục vụ cho nông nghiệp. Để có nguồn nước tưới cho hơn 17 hectare vườn mít đang cho thu hoạch, gia đình anh Phùng Minh Phú đã phải tốn hàng trăm triệu đồng đầu tư hệ thống máy bơm nước, ống dẫn nước từ sông La Ngà, cách đó khoảng 6 km. Việc dẫn nước về vườn mít xa xôi, vô cùng vất vả và tốn kém. Nhưng đây là giải pháp duy nhất lúc này của gia đình anh Phú, bởi vì nơi đây chưa có hệ thống kênh mương thủy lợi, trong khi các giếng khoan cũng cạn kiệt nguồn nước. Hàng năm là vô cái lối hạn 2 và cái lối hạn 5 là cái hạn hạn, cho nên cái nguồn nước ở vườn tại vườn tưới sử dụng cho cây ăn trái nó không có đủ để mà đáp ứng. Cho nên là nhà vườn chúng tôi phải lắp ráp cái dàn máy này lấy từ cái dàn sông La Ngà về tới vườn tôi là khoảng 6 cây số. Thì chi phí hàng ngày chúng tôi bỏ ra là từ 1 triệu cho tới 1,5 triệu một ngày. Là một ngày là chúng tôi chạy là từ 10 tiếng là mới đủ cái lượng nước để mà tưới tắm cho vườn. Biết rằng là cái chi phí xăng dầu đang cao, nhưng mà vì cái thời điểm này chúng tôi phải cố gắng để mà chúng tôi chăm sóc lại cho cây trái, nuôi cây để cho nó tươi tốt. Hiện xã Xuân Bắc có gần 5.000 hectare đất canh tác nông nghiệp, bao gồm các loại cây công nghiệp, cây ăn quả và rau màu. Mặc dù nằm bên cạnh sông La Ngà, nhưng nông dân nơi đây vẫn phải khai thác nguồn nước ngầm để tưới cây vì chưa có hệ thống thủy lợi. Năm 2022 này, Xuân Bắc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn năm 2024-2025 sẽ đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thế nhưng hiện nay, giải pháp nguồn nước cho xã Xuân Bắc vẫn chưa được giải quyết, nên nông dân chưa thể mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ. Thì vào những thời điểm mùa khô như từ khoảng tháng 2, tháng 3, tháng 4 đó, thì cái mực nước ngầm thì nó thiếu hụt. Thì một số bà con thậm chí là phải cắt bỏ cây, cắt bỏ trái bớt để giữ cho cây sống. Và một số vườn thậm chí là chết luôn ạ. Thì một số bà con thì có điều kiện thì đầu tư hệ thống bơm tại sông La Ngà lên. Thì cái kinh phí nó rất là cao, dẫn đến cái thu nhập của bà con thì nó thấp xuống. Thì về phía địa phương thì rất mong muốn là các cấp sớm có chủ trương đầu tư hệ thống cấp nước sông La Ngà lên để tạo điều kiện cho bà con. Để giải quyết bài toán nước tưới cho sông Lộc, năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có chủ trương đầu tư một trạm bơm quy mô tại xã Xuân Bắc, đưa nước từ sông La Ngà về cung cấp cho các vùng cây trồng thuộc địa bàn ba xã Xuân Bắc, Xuân Thọ và Suối Cao của huyện Xuân Lộc. Tuy nhiên đã rất nhiều năm trôi qua, đến nay dự án này vẫn án bình bất động. Chính quyền địa phương thì nhiều lần kiến nghị, còn nông dân thì canh cánh nỗi lo mỗi khi mùa hạn đến.